Nhân Đức á, có một bà chị dâu, bà này bà hiếu với mẹ cha hai bên dữ lắm, đối với cha mẹ chồng không có nói bà được câu nào, bà nhiệt tình mà bà rộng rãi dữ lắm. Đối với cha mẹ chồng, bà nghèo bà không có giàu, nhưng mà bà vui, bà dễ tính, bà có gì cho cha mẹ ăn. Sau này mẹ của bà bệnh, bà chăm lo tới khi mẹ mất luôn, hết lòng hết dạ. Nhân Đức nói chị không có khổ đâu, chắc chắn cái gì luôn, đời chị không có khổ, không có giàu cũng nghèo mà ngộ không có khổ. Bà lúc nào bà cũng vui. Nó lạ, cái này mới là có phước nè, cái này mới là có phước nè. Có những người người ta giàu mà người ta đâu có sung sướng gì đâu, người ta khổ tâm suốt luôn quý vị. Khi những người ta giàu mà cái tâm người ta sống có đúng đắn nên người ta vẫn khổ. Nhân Đức đây, Nhân Đức ấy, Nhân Đức càng tu Nhân Đức càng vui 100% luôn, càng tu càng vui quý vị, càng tu càng an lạc quý vị. Mỗi lần mà đi đến đây quý vị thấy Nhân Đức cỡ nào cỡ cũng sáng sủa, đâu có bèo nhèo đúng không, đâu có bèo nhèo đâu, bước ra đi 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 lên giảng cũng nhìn cũng cũng được được, chứ đâu có bước ra giảng mà đi giống gà cú gũ. Bây hổm tới giờ sắp xếp công việc nhiều mà bước ra cũng ngon, chứ đâu đến nỗi nặng nề gì đâu. Bao nhiêu việc sắp xếp mới tới ngày hôm nay vô chương trình đó. Vậy mà quý vị thấy bình thản, trong khi nhà mình có hai ba người mà mình lo hoài đúng không, mình lo hoài mà lo không xong á, có khi lo mấy chục năm lo tới chết lo không xong. Ai? Ba Nhân Đức, ông lo tới chết có xong đâu. Quý vị biết rằng nha, ông lo tới chết xong mà ông còn thiếu nợ mà ít xịt ta, mà ông còn thiếu nợ đó, ghê chưa. Nhân Đức thấy rõ ràng là cuộc đời Nhân Đức nhờ đi tu, đi tu thay đổi số mệnh quý vị ơi. Đi tu thay đổi số mệnh luôn. Rồi bây giờ lo cho con người mỗi ngày vui, khuyên người ta niệm Phật, rồi có cái gì hay là chia sẻ người ta hết trơn. Giống như trong tâm mình không có còn giữ cái gì cho cá nhân mình, cái gì hay là nói hết trơn, mà bực bội cũng nói nữa nha, xả hết trơn luôn. Nên cái trạng thái của nội tâm quý vị nó đặc biệt lắm, trạng thái của nội tâm đặc biệt lắm. Nên mỗi một người mình đó quý vị, mình học Phật Pháp để thay đổi được cái tính tình của mình nặng nề phiền não. Mà mình muốn thay đổi được cái tính tình đó, mình phải tin sâu nhân quả. Mình nói sao có nhiều người sao trở ngại tôi quá, mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng trở ngại người ta, nên ta mới trở ngại mình. Bây giờ quý vị đi đến chùa thôi, bây giờ đặt cái mông ngồi xuống có người nói đứng lên, là mình đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã kêu người ta đứng lên, bây giờ người ta mới kêu mình đứng lên. Cái nhân cái quả nó không sai một chút đó. Đời này người ta sống lại rai 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 mà sao người ta có ăn hoài, nó còn trúng số, còn mình làm cực muốn chết luôn mà nó không dư, là do trong mạng mình không có tiền đó. Thí dụ như bây giờ cái ly nước này đi, nó có nước thì mình mới uống được, tại vì nó có nước. Còn nếu như cái ly không, uống được không? Đó, rõ ràng chưa? Thì ly có nước mình uống nè, có nước thì giống như trong mạng mình có phước là nước có nè, thì bây giờ mình cần dùng thì nó mới có tiền, tại vì trong mạng nó có phước. Còn trong mạng mình mà nó không có phước thì giống như cái ly không có nước, mình cầu hoài nó cũng có không. Bây giờ những đứa hỏi vị nè, cái ly này không có một miếng nước nào hết mà cầu nó, ngồi đó cầu nó thôi, ngồi chỉ cầu nó thôi, nó có nước, nó có nước không? Sao có nước đúng không? Mình phải bỏ công mình đi kiếm nước, mình đổ vô ly thì nó mới có nước, đúng chưa? Đó,
Thì công quả là bỏ công làm mới có quả. Bây giờ quý vị coi nhiều trưởng đoàn người ta dẫn người đi tu, người ta dẫn người đi tu mà có những người người ta dám bỏ tiền ra, người ta thuê xe cho người ta đi luôn. Quý vị coi, thì cái tâm từ là tài thí, rồi cho người ta nghe pháp gì là pháp thí, rồi người ta đi mà ta vui là vô ý thí. Nên cái bà trưởng đoàn bà phát tâm bà làm điều đó mà bà còn sắp xếp này kia tùm lum, thì cái công của bỏ ra quá lớn thì cái quả người ta lớn. Còn mình đi tu, mình phát tâm đi cũng là công. Mà mình đi không, mà mình đi đến đây mình không chịu nghe pháp, mình không chịu tu thì sao có quả? Suy nghĩ đi, nó rõ ràng ghê không? Bởi vì mình nói Phật pháp nó rất là xác thực luôn. Như cái câu nãy chúng ta nói, cái ly này nếu không có nước, bây giờ quý vị ngồi đây quý vị cứ cầu nguyện Nam Mô Di Đà Phật, nước vô ly đi, Nam Mô Di Đà Phật, nước vô ly đi. Những đức nói thiệt, không bao giờ đâu quý vị, không bao giờ mà tự nhiên mình niệm gì mà tự nhiên nước trong ly nó hiện ra đâu. Làm cái chuyện này là làm cái chuyện nó lạ lùng quá. Đối với cái cõi đời này vậy giống như nó mê tín quá, không đúng. Nên từ nơi đó chúng ta phải chăng thật, bỏ công đi xuống núi đồ, chúng ta múc nước lên, chúng ta đổ vô ly, thì giống như con người mình không có phước, mình phải tu phước. Thí dụ như mình đi về chùa đi, mình không có tiền cúng dường Tam Bảo gì chứ, mình lỡ ngay cái thùng Tam Bảo mình đứng. Những đức nói thật 100%, mình đứng ngay thùng Tam Bảo thấy chi, mỗi người ta cầm tiền lên ta cúng, mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật tỳ hỷ. Những đức nói một tiếng đồng hồ sau phước vị nó thấy, nó lớn cho mà thấy. Có nhiều người mình lạ lắm nha quý vị, mình nghèo mình khổ nhưng mà người ta khi đi làm từ thiện á, người ta đi làm từ thiện á mà người ta cho chứ không phải mình cho, nhưng mà lạ thay, mình ngồi mình nói nè, thứ gì đâu giàu vậy mà nó lại còn nhặn nữa. Mấy cái ông cho này không thấy đường hay sao, giàu mà cho nó chi à? Đã là của người ta cho, mình cũng là người được nhận thì mình cứ nhận cái phần của mình đi. Người ta cho ai kệ người ta, của người ta mà, người ta có quyền. Vậy đó mà mình còn tức, nó giàu nhưng mà nó còn đi nhận, nó giàu nó nhận kệ nó chứ. Nó giàu nó nhận thì kệ nó, mình cho à, cái chuyện của mình, cái chuyện của người ta cho, còn mình thì cứ nhận cái phần của mình đi. Có cái bà này bà nói đúng rõ ràng, thầy giảng 100%, con thấy cái số con là không có tiền. Thầy biết rằng chương trình khiếm thị, con lợi con giữ, tự nhiên người ta cho tiền xẹt tới con hết tiền. Thấy chưa, kỳ cục không? Nó lạ kỳ chưa? Nó mà thầy biết không, bao nhiêu lần luôn, thời Đức Phật còn thể thế nghe quý vị. Có một vị đệ tử tu hành chứng quả A-la-hán, nhưng mà ông không có tu về tài thí. Cái số phận của ông đói khát hoài, dù là chứng quả đói khát suốt luôn, mà đến nỗi mà các sư huynh như tôn giả Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất được, A Nan được, đi khất thực đem về để mong cho ông, nhưng mà lạ thay đi giữa đường là bị ta giật hết trơn. Còn cỡ như tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, vậy mà đi xuống với Long Cung nhận cúng dường xong mà cầm đồ ăn bay về, vậy mà bay giữa biển tự nhiên xà điểu hắt đổ đồ ăn. Vì coi cái số ông là không có của, không có tiền. Vì thôi, thấy khổ chưa? Nên con người chúng ta, nhà Phật mới dạy là phải phước huệ song tu thì đời đời kiếp kiếp mới tiện tu. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ thông minh mà không có phước, vậy thì làm được việc không? Không đâu. Những Đức nói với vị nghe nghe, nếu chùa này hòa thượng xây lên, mình ở đây, mà nếu như có chùa mà không có phước, vì không có tiền làm sao dám rủ quý vị về để tu. 100% luôn. Quý vị biết đó, cái chương trình này mà Nhà Đức tổ chức biết bao nhiêu đôi tay đắp vào chưa? Mà mạnh nhất là mình ở đây, mình chủ động được. Nó thật sự là
Nhân đức làm một cái gì nghe, lúc nào nó cũng đều có tiền sẵn hết. Khắp nơi nơi ta cúng là nhân đức đủ làm hết luôn. À, cái chủ động nhân đức rất là mạnh luôn á. Là tất cả những cái gì làm, cần bố trí, cần mua cái gì để mà sắp xếp lễ lọc là có rẹt hết. Nó không có bị trở ngại gì vật chất. Nhân đức nói nếu như mà trở ngại vật chất thì sao làm? Anh em phiền não chết mồ. Nói mà bây giờ mà công quả người ta làm việc thôi mà không mua đồ ăn cho người ta ăn cũng không được. Không mua đồ ăn cũng không được, biết coi. Nên từ nơi đó mà nó phải có phước. Nên Phật dạy mà bố thí nhiếp. Cái người mà muốn độ sanh là tâm lượng phải rộng. Cái người mà tâm lượng hẹp không bao giờ cái chuyện độ sanh 100% quý vị luôn. Cái người này bị thấy họ phước rất là lớn, nhưng họ chỉ cần keo kiệt thôi, đố mà có duyên với chúng sanh, không bao giờ có duyên với chúng sanh. Vì cái tâm của người này quá keo kiệt, họ chỉ là biết làm một cái gì thôi, họ không bao giờ nghĩ tới con người ta, là không bao giờ có duyên với con người. Nhưng mà nếu quý vị không có duyên với con người vì đời đời kiếp kiếp làm sao bị thuyết pháp đây? Mà trong khi thuyết pháp là quan trọng nhất. Bây giờ quý cô đang ngồi đây nè, Nhân đức nói đời đời kiếp kiếp thế nào các cô cũng phải thuyết pháp mà, thế nào cũng thuyết pháp mà, chắc chắn luôn. Thí dụ như bây giờ Nhân đức ngồi đây chia sẻ Phật pháp, bị mà ngồi dưới nghe, dù là buồn ngủ cũng phải ngồi, không dám đi. Là vì sao? Là vì Nhân đức đã từng ngồi nghe bị giảng rồi, nên bây giờ quý vị phải ngồi, không dám đi. Còn nếu như Nhân đức ngồi giữa chừng mà Nhân đức đi thì chắc chắn quý vị ngồi giữa chừng quý vị cũng đi. Công quả nó rõ ràng, nhân quả nó không sai. Hiểu nguyên lý này đi rồi tự nhiên mình gieo nhân chân thật liền. Gieo cái hạt giống chân thật thì quả sẽ chân thật. Mà gieo cái hạt giống giả dối thì quả giả dối. Nó không có sai đâu quý vị à. Nó không có sai đâu. Mà chính đời này của Nhân đức tu chuyển nghiệp quý vị, chuyển số mệnh cuộc đời luôn. Nhân đức nói bảo đảm nuôi người già, dạy người niệm Phật. Đây là cái việc cực kỳ quan trọng, cái việc cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên mỗi một người mình mà nhận thức được chỗ này, quý vị biết rằng mình đi đến cái nơi gì nè, cái tâm mà mình trồng hạt giống ở đây nó cũng thù thắng. Cái tâm mà trồng hạt giống đây cũng thù thắng. Vì giống như cái mảnh đất ở đây nó phù sa, mình trồng hạt giống vào thì nó thù thắng chứ làm sao. Còn nếu như cái mảnh đất khô cằn, trồng hạt giống vô cái chừng mất giống, đừng mong có quả. Nên từ nơi đó mà cái chuyện bố thí cúng dường phải nhìn ra được. Nhưng mà cái duyên phước nó đưa đẩy mình phải gặp nơi để mình làm đúng nơi đúng chỗ. Còn mình thiếu duyên thiếu phước tự nhiên mình làm không đúng nơi đúng chỗ. Thí dụ như giờ Hòa Thượng đang ngày xây lên một ngôi chùa gì, vì thấy nó ý nghĩa ghê chứ. Ngôi chùa này chưa được một năm, xây lên chưa được một năm mà bây giờ người ở trực tiếp trong chùa này là 700 người. Nhân đức nói bảo đảm với vị chưa, chưa từng thấy. Quý vị hãy đi tìm hiểu đi, chưa từng thấy một ngôi chùa nào mà xây chưa được một năm mà người ở 700 người niệm Phật ngày bốn thờ, đúng không? Đi tìm hiểu đi. Vậy thì cái người mà trồng cái nhang mà phụ xây chùa này nè, quý vị thấy cái quả người ta thù thắng cỡ nào chưa? Nó rất là rõ ràng. Nên những đức nói chùa của mình á, đại chúng các cụ sống ổn định, đầy đủ quá. Nên những đức nói rằng là mình phải làm thêm nhiều việc gì để phước mình nó tăng lên, để có sống hoài. Nên qua Dí Quan Âm là những đức tổ chức chương trình khiếm thị. Khiếm thị ngay ngày mùng 3 tháng 7 thứ 6 âm lịch đấy quý vị, khiếm thị. Vì mình về đây á, dù là mình không có trực tiếp cái ngày chương trình khiếm thị, nhưng mà mình chung tay với ông thầy làm chương trình khiếm thị. Đến chi? Tu duyên tu phước. Có nghĩa là mình tu duyên tu phước mà mình biết rủ người ta
Cái duyên phước này nó lớn dữ lắm. Còn mình làm mà mình im ru một mình làm thôi, nó không bằng là rủ nhiều người. Có một cái anh này nói một câu vậy nè: khi mà chùa đó xây lên, lạc một pho tượng Phật lớn, con có đủ tiền để cúng dường một pho tượng, nhưng con đi rủ bạn bè con rất là đông, mỗi người đồng cắt cái cùng chung tay, con mong họ kết duyên để mà cúng dường pho tượng Phật này. Đó, cái tâm đó nó mới lớn quý vị. Cái tâm đó mới lớn. Thí dụ như chương trình khiếm thị Nhân Đức, nói thật quý vị, Nhân Đức làm Nhân Đức cũng có tiền rồi đó, nhưng mà Nhân Đức lại rủ quý vị. Tại vì mình phải rủ người ta để người ta tu phước tu duyên làm chương trình khiếm thị. Gần 5.000 người khiếm thị, người mù, người què, người nghèo, khoảng 5.000 người đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình biết tu phước tu duyên thì nó thù thắng dữ lắm. Tại vì sao? Chúng ta đang giảng về công quả mà, công quả và nhân quả phù hợp đó. Nên mình đi về đây dù mình không có tiền một cách, nhưng mình nghe cái gì thầy cũng làm thiện, tùy hỷ A Di Đà Phật, thấy không? Đó, cái tâm đó đó. Những đức nói bây giờ những đức biết Phật pháp nghe. Nếu như những đức mà là một người nào mà đang nghèo khổ dữ lắm nghe quý vị, đi đến đây nghe những đức nói, tôi lỡ ngay thùng Tam Bảo tôi ngồi nguyên buổi sáng, tôi ngồi đó hoài đó, khỏi đi đâu mất công đi ăn cơm xong lỡ ngồi nữa, cứ ngồi canh thùng Tam Bảo hoài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai lỡ cúng dường, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi nói thiệt, 4 ngày tôi lỡ đây, nghe pháp xong là tôi lỡ tôi ngồi ngay thùng Tam Bảo, phước lớn cho mà thấy, nó thiệt luôn. Tin chắc 100% phước lớn hơn cái người cúng dường Tam Bảo luôn. Cái tâm tùy hỷ nó ghê lắm quý vị ơi. Cái tâm tùy hỷ đó là nó xóa tan cái tâm ích kỷ nghèo nàn. Có những người người ta nghèo nàn nhưng mà cái tâm ích kỷ người ta cực kỳ nặng, cái tâm hẹp hòi cực kỳ nặng luôn. Nên người ta đời đời cứ kiếp nghèo hoài luôn. Bây giờ người ta không phải cho mình, người ta cúng dường Tam Bảo mà mình lại tùy hỷ. Có nghĩa là dù mình không có, nhưng mình không có đòi hỏi cái gì chứ, mà mình lại mừng khi người ta có. Cái tâm này gọi là xóa tan đi cái nhân nghèo. Đó, thấy thấy không? Không có tiền mà vẫn được chỉ phương pháp, đó là pháp thí đó, vì thấy chưa? Đó, rồi mình rảnh rỗi người thấy người ta phát cơm, bước vô phát cơm phụ. Cách phát cơm làm sao? Vô đây là hộp cơm, cầm hộp cơm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình làm hoài vậy đó. Thì 1.000 hộp cơm mình niệm được 1.000 câu mặc hiệu cho cái người mình phát cơm. Cơm không phải là của mình, nhưng cái tâm cầm cơm đưa cho người ta là tài thí. Niệm một câu Phật hiệu là pháp thí. Người ta nói ô cái người này công nhận, cho cơm mà niệm Phật mà gương mặt vui ghê, là vô ý thí. Chỉ là một hộp cơm của người ta thôi mà tu được tài thí, pháp thí vô ý thí. Cái thù thắng chưa? Đó. Còn thí dụ như quá đông người phát cơm, mình chỉ cần đứng ở chỗ nào ăn cơm nhìn người ta thôi, lỡ lấy cơm thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái tâm thấy người ta được cơm, mừng giùm cho người ta được cơm ăn. Nó dù là không có tiền bố thí cúng dường đó, những cái hành động đó đặc biệt vô cùng. Chứ mình đừng có đứng mình nói tàu tàu chùa gì đâu mà cơm phát thì ghê chào. Tôi nghi chắc nấu cái này chắc hết gạo quá. Nói tầm bậy, nói gì chi có phước đâu, đúng không? Nó không biết tùy hỷ mà nói tầm bậy. Nè, con lần có cái ông đó, người ta lại Quan Âm, ông lại. Không lại Quan Âm, ông lại ông nói như đứa nghe rõ ràng. Bởi vì con sợ từ đây vì sao con không dám thầy vậy? Xin sám hối. Người ta lại, ông không lại. Ông đứng ở trên cái lan can, ông nhìn người ta lại. Trong tâm ông nghĩ gì nè? Tôi nói lại chút thế nào cũng xỉu. Người ta lại mà ông nói là người ta lại một chút ta xỉu. Ông nghĩ một chút xíu, ông vừa đi ra ngoài, ông té vô cái hàng gạo, lọt xuống cái đường mương. Kinh khủng không? Té xuống đường hàng gạo, lọt đường mương, xi cầu que.
bó cái chân xong lỡ gặp nhân đức nói thầy ơi con xin sám hối trời trời. Con lỡ con không lại, mà người ta lại trong lòng con cứ nghĩ người ta lại chúng ta xỉu. Kìa bà già tám mấy tuổi kìa lại chút chừng đem băng ca ghim đi bây giờ. Vừa nói một chút tự nhiên đi ra ngoài té vô hàng rào lõn xuống đường mương. Chặt cái chân bây giờ bó chân lỡ xin sám hối thầy, thầy tự đeo sao con không dám nữa đâu. Kinh khủng không? Còn cái chiếc máy bay nó bay á, nó bay nó quay phim người ta đang lại Quan Âm. Cái bà kia bà lại Quan Âm bà nói nè, thứ gì đâu, ta đang lại mà bay bay hoài. Bay một chút máy bay này nó gớt chết hết bây giờ. Bà vừa nghĩ vậy cái máy bay nó gớt đầu vào cái bóp. Kinh khủng chưa? Xong bà gặp như đứa bà nói tờ thầy, thầy rõ ràng luôn bởi vì tu mà cứ mang vọng niệm kỳ cục. Lại Quan Âm lo lại đại đi, người ta làm gì chuyện của người ta nhìn vậy mà mang vọng niệm vậy. Thấy vị máy bay gớt đầu cái bóp chảy máu đầu, thấy kinh chưa? Đó, nhờ bà Lại Quan Âm đó chứ máy bay này mà gớt là mà chết chứ đừng nói bà chảy máu đầu. Nhờ bà Lại Quan Âm đó nhẹ đó, ý nói nhắc đừng có mang ý niệm tầm bậy, kệ người ta lo tu đi. Thấy không, đi đến đây đông người chuyện gì kệ người ta, để cho ban tổ chức trong chùa xử lý, mình lo mình tu đi. Đó, ý dạy vậy đó, đúng không? Nó nên có cái ông kia, ông là chùa, bởi vì đi đến chùa phải nghe này nghe, bởi vì tất cả người mà bữa nay đến buổi sáng này nè, ngồi nghe cái buổi này là đặc biệt lắm. Cái buổi này là cái buổi nhân sinh nè, công quả. Nhiều người dưới quê mình đâu có biết đâu quý vị. Mình thường mình đi đâu mình ưa mình đang đi mình phun nước miếng khoèo. Ví dụ như thành phố đồ này kia khi ta ít chứ, mình dưới quê mình quen. Trời, hồi xưa những đứa còn nhỏ nhỏ, buổi trưa mà ưa chui xuống sàn nằm ngủ, nằm võng. Ngủ mà kiểu cái miệng hả vậy nè. Ở trên mấy ông uống nước trà. Mấy cha uống nước trà xong mới ngồi trên, mới phun nước miếng xuống rớt vô miệng quặn. Ngủ mà kiểu hả miệng, bởi vì ai ngủ được có hả miệng làm bậy. Hiểu chưa? Thấy rõ ràng luôn, ngủ đặt dạy tới cái còn nhỏ ngu á, đang nằm ở dưới sàn mà đi đưa cái miệng, tại vì mình hô ngủ đưa hả miệng. Ghê không? Vậy mà trên mấy chả uống nước trà xong mấy ông phun nước miếng xuống dính vô cái miệng, cái miệng mình nó bự sẵn. Phun vô dính cái miệng, dính xong mình còn chóc đi. Ghê chậu chậu. Giờ nghĩ ớn quá trời ớn rồi. Thấy chưa? Đó. Rồi nó quen tính rồi. Bây giờ có cái ông đó, ông nói trời ơi thầy ơi thầy, đúng là trong chùa sao mảnh đất Dạ Lam nó ghê quá, không có đơn giản thầy ơi. Nó nói mảnh đất Dạ Lam mà tu hành gì có Long Thần hộ pháp đầy ở trong cái hội chúng này nè, với Quan Âm gì nè, cho gì biết ấy. Như Đức ngồi tối họp, như Đức nhắc ban phục vụ đừng có khinh thường ai nghe chưa, có chừng đụng Phật Bồ Tát đó. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Bây giờ những Đức hỏi với vị nè, cái người dễ thương thì bị thương là đúng rồi, nhưng Phật Bồ Tát không có thể hiện dễ thương. Tại vì thể hiện dễ thương thì bị thương thì dễ quá, nhưng Phật Bồ Tát để thể hiện dễ ghét. Đừng có nói chuyện dẫn chơi nghe. Lợi chùa đưa cái mền không chịu đòi hai cái được không? Những Đức nói đưa liền chậu tạo của chừng Bồ Tát. Bồ Tát làm kỳ lắm, thì hiện vậy đó. Giờ ông thầy ông dạy chúng vậy đó, giờ chúng có làm được không? Đó. Nhưng mà nếu mình là Bồ Tát thì được nghe, chứ mình không Bồ Tát mà mình dành bậy bạ là kẹt á. Mình là Bồ Tát mình biết liền, thì Bồ Tát ta diễn được, đúng không? Đó, nhưng mà mình gặp trường hợp nào mình nên tránh phước cho rồi đi, biết đâu Bồ Tát làm sao. Đó. Còn cái ông kia ông đi đến chùa ông nói con ở nhà phun nước miếng quen, phun khoèo vậy đó. Nhà con là cứ nói hoài mà con phun khoèo ở nhà, xung quanh nhà con là một ngày đó là nước miếng xung quanh săn tùm lum tùm lá phun. Bây giờ con vô chùa con cũng phun. Về cái mỏ xương dù dù.
Kinh chưa? Nói chuyện dẫn chơi hả quý vị? Quý vị biết vì sao mà người ta ngoài đời mà khi mà cà gàng ông Táo người ta liễn xong không? Vì cái gàng cà gàng ông Táo mà để ở ngoài sân, ngoài giường thí đại, lỡ con nít nó đi tiểu vô một cái là tiêu. Vì tiểu hết được luôn. Nên ta mới liễn xong. Vậy thì mảnh đất Dạ Lam nó có nhiều thành phần lắm. Phàm thánh đồng cư độ mà. Có khi cái chỗ đất trống vậy đó mà có những cái cảnh giới người ta đang ở chỗ đó đó, mình mắt phàm đâu có thấy đâu. Nhà cửa người ta đang cắt, người ta ở vậy đó, ta ở trong mảnh đất Dạ Lam, phàm thánh đồng cư độ. Mình lỡ mình phun nước miếng phát, nhưng mà mình phun vô nhà người ta. Mình đứng mình tiểu, thằng bậy mình tiểu vô nhà người ta, vì mình có chuyện luôn á. Thôi mình đụng những cái cảnh giới mà lục đạo đi thì quý vị biết. Đụng Phật Bồ Tát thì không sao, Phật Bồ Tát không có sao. Nhưng mà đụng lục đạo luân hồi, hay là dụ như hồ ly tu nhiều năm, hay những con vật này con vật kia tu nhiều năm mà đụng đi là có sự oán hận báo thù. Nên mình đi vô trong chùa mình cẩn thận, mình nằm đâu mình nằm đàng hoàng, mà đừng có nói chuyện tào lao. Ví dụ như mà có những người ta đi núi non rồi đi, người ta nói núi này chắc gắn nhiều lắm nha, nói tầm bậy. Núi này chắc có cọp quá, tầm bậy. Đi núi này cái chừng té đó nghe, tầm bậy nữa, thấy chưa, nói tầm bậy thấy chưa. Có bà kia bà đi vô núi, bà nói đi vô cái hang này cái chừng bị kẹt, vừa nói xong kẹt luôn, đi vô ráng được, cuối cùng phải nhờ cái người mà giữ cái chỗ đó lỡ cầu nguyện rồi mới đi ra được. Thì thấy không, những cái cảnh giới cái cõi này không phải đơn giản đâu nghe. Nên mình đi đến đâu, mình đi chùa đi núi rồi mình niệm Phật, nghe không, mình đi mình cái tâm hoan hỷ, phước mình lớn dữ lắm. Nên mình đi vô chùa mình nói gì để cho những người ta đi đến chùa ta hiểu. Đông người gì, thí dụ như bây giờ mình đi ngang đoạn đường đó, mình phun nước miếng cái phèo, kẻ đi qua người đi lại nhìn cái đống nước miếng của mình, ta nói gớm gớm. Mọi người ta nói câu gì gớm, đó là mình làm cho người ta gớm, thì quả báo mình phải chịu là đời đời kiếp kiếp người mình bị lầy lội dơ giấy hôi hám vì người ta gớm, mình chịu cái quả báo đó đó. Nên tại sao có những người sinh ra cuộc đời này người cơ thể hôi lắm là do gì, mình làm cho người ta dơ, mình làm cho người ta gớm, mình chịu quả báo người mình bị hôi đó. Quả báo ghê lắm chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nên tu học mình phải hiểu nguyên lý, mình nắm được rồi là tự nhiên mình chuyển nghiệp mau dữ lắm. Nó, nên mình đi đến đây mà mình tu 4 ngày thì cái công đức này lớn lắm. Quý vị biết đó nghe. Ông bà cha mẹ mình bây giờ còn đang đọa lạc, cho quý vị biết. Tất cả chúng ta đa phần là ông bà cha mẹ mình giờ còn đang đọa lạc. Cũ quyền thất tổ mình đang còn đọa lạc. Quý vị hãy học Phật rồi quý vị coi, kiểm nghiệm lại đi. Con người mà có thân người đâu có đơn giản. Đa phần cũ quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình còn đang đọa lạc. Còn những người đi về chùa, có những người mang nghiệp phá thai. Bây giờ cái cơ hội, cái pháp hội 4 ngày này nè, quý vị biết, quý vị vừa phát tâm đi đến đây thôi là quỷ sứ người ta báo cho ông bà cha mẹ mình biết. Ông bà có đứa cháu con mèn, Trần Thị Mèn, nó đi đến đó, nó tu cái pháp hội 4 ngày. Nếu mà nó tu nghiêm túc, nó hồi hướng cho ông bà là ông bà có thể siêu thoát được. Thấy chưa? Thì ông bà cha mẹ mình đang nuôi cái hy vọng này, đang mừng quá. Vậy mà bây giờ mình đi đến đây mình ngồi chơi, mình không tu, không nghe pháp. Mình không nghe pháp làm sao mình cởi mở cái tâm mình để phát tâm mình tu được. Nhưng Đức nói cái người mà giờ này mình đang nằm ngủ đi, đố mà quý vị phát tâm được cái chuyện tu khó lắm. Nhưng mình nghe gì rồi mình nghĩ, trời ơi, bản thân của mình ở cõi đời này mà chạy chụa tay chân chút mà đã khổ rồi, đói khát chút đã khổ rồi, vì mà ông bà cha mẹ mình bây giờ đang đọa trong tam đồ ác đạo, khổ đau cỡ nào. Bây giờ mình nên chân thật nương vào cái pháp hội đông người này để mình tu.
để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình, cầu an cho chúng sanh còn sống, cầu siêu cho người chết. Cái tâm của mình như vậy, vì biết cái phước quý vị đi đến đây tu cái pháp hội này lớn cỡ nào chưa? Không tưởng tượng được. Đức chúng như biển cả mênh mông, mà đây là một cái hội chúng cực kỳ đông. Mới cái giờ này thôi mà quý vị coi đông tràn lan đại hải ngồi. Thấy chưa? Đông gì? Mà cái lực của chúng này nè, cái tâm niệm thiện này nè, lớn lắm. Như ở nhà mình chỉ có một ngọn đèn thắp lên le que ngọn đèn. Bây giờ một cái căn nhà này đi, bắt lên một ngọn đèn, thấy bị coi, phải nó le que không? Nhìn ngọn đèn leo lét thấy ghê. Như vậy mà mỗi người ngồi trong đây là thắp lên một ngọn đèn. Vậy thì sao bóng tối vô minh tan biến? Nên cái công đức của chúng lớn cực kỳ. Nhiệt liệt hết mình quỳ trước Phật Bồ Tát phát nguyện. Chuyến này con đi đến đây, giữ cái khóa tu 4 ngày này, cực lực nhiệt tình hết mình, cầu nguyện tất cả những cảnh giới gia hộ cho con thành tâm thành ý, lên nghe pháp không ngủ gục. Đúng không? Lễ Quan Âm phấn trắng lên, khỏe. 4 ngày lễ ngon lành, con nguyện cầu an cho chúng sanh, cầu siêu cho chúng sanh, tất cả quán thân trái chủ đi theo con, nên cùng tu với con để cho con tu được tiền. Đừng có kéo con mắt con nhắm lại. Quan gia nó kéo đó. Nó kéo đó. Tự nhiên nó gịch cái miếng mắt bị gịch xuống, sẽ bị biết đó. Bây giờ gịch xuống ai cũng không được lấy gì hồi hướng. Bây giờ quan gia trái chủ cái hương linh gì cũng vậy, ngồi nghe pháp tu đi, đừng có làm phiền người ta, để cho người ta tu 4 ngày ngon lành. Từ khi bà nào mà không tu hay xử lý, đúng không? Nên mình mà tu nghe quý vị, có những khi quý vị giải đãi cái tự nhiên người ta khiến quý vị cái này kia liền nhắc mình đó, tu đi, trời ơi tu khổ quá mà tu đi hồi hướng tu miếng đi đó, lợi khi khích quý vị để cho quý vị tu. Còn vị mà tu mà phát tâm mạnh mẽ, cái gì nó cũng vượt qua chứ. Vị biết nghe, ngồi ở đây không đơn giản đâu, phải duyên phước nó hội tụ đầy đủ lắm mới ngồi được đây. Hôm qua cái đoàn của cô Hương đấy chưa, trời ơi, ở nhà cái bà này ở nhà tự nhiên nó không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vô đây vừa tới chùa mà chồng bà đi biển. Vậy mà cuối cùng vừa đi vô đây ở nhà báo tin chồng chết queo. Không đơn giản đâu nghe. Gặp cho Đức rõ ràng nè, chồng chết queo. Rồi bà gặp những Đức, bà hỏi những Đức nói bây giờ cô cứ xem làm sao phù hợp nhất. Chứ bây giờ mình kêu người ta ở lại mà lương tâm người ta nó nói đặt mình vào người ta cũng không đơn giản quý vị. Nếu như những Đức, ví dụ như bây giờ những Đức là đàn bà mà chồng những Đức đi, bây giờ chết vậy, bây giờ mình buông xuống, mình ở đây mình tu 4 ngày cho trời cũng không phải đơn giản. Ở nhà sao? Nên từ nó đó thôi, nói thôi cô đi về, cô sắp xếp đi, rồi cô lo đám đâu vào đó trơn đi, rồi cô vô đây cô tu 49 ngày cho ông thì đọt được tròn vẹn hết trơn rồi, đúng không? Chứ giờ mình nói buông xả, mình bỏ nhà con cái người đời miệng đời nói này nói kia tùm lum. Biết rằng người ta nói kệ người ta, nhưng mà cái đó cũng là cái mình nó thiếu sót là vì sao vậy, biết không? Vì mình là cư sĩ ngoài đời, chưa phải vô chùa. Còn từ khi mình vô chùa thì cái chuyện này tao không nói được, tại vì mình ở trong chùa. Còn này mình đi đến đây cộng tu, mình có quyền đi gì khi nhà xảy ra vấn đề như vậy. Nên cái việc á, đạo pháp á, tình lý viên dung nó, thì thấy không, đi vô tới đây rồi tự nhiên vô tới đây nghe tin chồng vậy nè. Còn cái cô kia có nói rằng thầy ơi thầy khỏe re luôn, tự nhiên tới ngày lên xe tự nhiên chón gián mặt mày, đưa về nhà, vừa về tới nhà khỏe lại xe chạy mất tiêu. Điện thoại lên khóc hu hu hu. Nói thôi thôi ở đây nhà Đức tu hồi hướng cho cô, cô nhà cô lại Quan Âm đi đừng khóc gì. Trời ơi trông chờ lâu thế ghê, xe cộ sẵn hết trơn, tự nhiên vừa sắp sửa bước lên xe tự nhiên như chờ đất quay mộng mộng, cuối cùng té cái rầm. Người ta đem về nhà, đem về nhà vừa về tới nhà khỏe re chạy lỡ xe chạy mất tiêu. Đơn giản hả quý vị? Thấy chưa, mình đã được đi đến đây rồi mà mình không lo tu là quý vị thấy thiếu sót lắm. Đối với cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mình, vị
Hiếu, cái chữ hiếu đối với họ lớn. Phát tâm mạnh lên. Chưa? Đó. Cái tâm phải mạnh hừng hực cái tâm lên. Đó. Ai ngủ gục mở mắt ra. Cái buổi giảng buổi sáng nó không đơn giản đâu quý vị. Làm hừng hực một chút quý vị coi nè. Một chút khi xong này quý vị ra ngoài, quý vị đi, quý vị thấy giống như quý vị, giống hừng hực của người nạp năng lượng. Bây giờ tất cả những người về đây ngày nay ngồi đây là Bồ Tát. Đúng không? Hiểu chưa? Ai về cũng là gì? Mang cái tâm trạng gì? Dù không có tiền cúng dường cũng cười cái niệm câu Phật hiệu đi. Dù là hồi tối mới có một giờ mấy lên đây đó. Không mà công nhận mấy cô giữ thiệt chứ. Quá nhiệt tình luôn. Trời ơi, thấy có một giờ mấy mà bà xách giỏ đi thì ghê. Rồi sao mấy bà làm gì sao tin tức tôi cũng biết vậy kỳ cục. Không mà công nhận thiệt chứ. Mấy bà này quá nhiệt tình. Nên mình bây giờ hết lòng chứ sao bây giờ. Ông Nhẫn Đức mà có nhiều cô nói rằng thầy sao mà thầy lại Quan Âm 4 ngày mà làm thấy ghê vậy thầy. Nói tại vì mấy bà mà tôi làm gì. Mấy bà quá nhiệt tình. Không mà thật sự nghe, mình giảng pháp mà mấy bà khích lệ dữ quá. Nó hứng quý vị. Hứng giảng á nghe. Cho cái bà kia, mình thì nói câu miền Tây nó ưa quen. Bà nói thầy giảng pháp đừng nói hứng thầy. Nói tờ văn tự Việt Nam. Mấy bà muốn nghĩ sao nó vô chỗ đó. Nghĩ sao ra vậy tôi tùy mấy bà. Nhưng mà lạ lắm, cái tâm phàm phu mình toàn là nghĩ xấu không à. Nên cái tính phàm phu nghĩ xấu là đúng rồi. Nó tóm tắt là đúng. Mình mà không nghĩ xấu là cõi này mình sống mới được. Chứ mình sống ở đâu? Cực lạc. Chứ sao? Hiểu không? Cõi này thì phải nghĩ xấu. Hiểu không? Nghĩ xấu là tương lai mình xuống tam đồ ác đạo. Chứ sao? Thì cõi này mình gắng nghĩ xấu đi. Nên tương lai mình xuống tam đồ ác đạo chứ. Nếu mà sợ thì nghĩ ai với Đà Phật. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó đông người gì nè, chỉ cần niệm Phật, mặc kệ ai sao chuyện người ta, cái người này là người cực kỳ khôn đi đến đây tu. Trời ơi, nhiều lắm, nhiều việc làm cho bị tạo nghiệp lắm nè. Lên đây ngồi là đỡ. Một chút ra ăn cơm đi rồi nhiều cái lắm. Rồi vô phòng ngủ đi, gặp độ. Mình chuẩn bị ngủ nói chuyện hoài vậy đó. Đó, làm cho mình tức lên. Mình tức lên xong mình nói im. Mới có một giờ mấy tức rồi nói chuyện hoài. Đi ngủ chung nghe pháp nữa. Lên thầy ông kêu đừng có ngủ, tôi nhướng quá à, chết luôn. Im cho tôi được không? Bà kia nói ô miệng tôi nói bộ miệng bà sao. Im. Thấy chưa, tạo nghiệp thấy chưa. Đó, vô cái phòng gặp cái bà kia nói chuyện quá trời nhiều, mình cứ nghĩ bà hát cho mình ngủ đi. Cứ nghĩ bà hát cho mình ngủ đi. Mình kêu bà im bà sực mình đó, đừng nói chuyện giỡn chơi từ khi đòn mình. Chứ mấy cái bà lạ lạ mình kêu bà im bà sực lại đó. Nó đi tu chứ bồ đề gai nổi nhiều lắm chứ không phải bồ đề tâm đâu. Hiểu không? Câu giận không? Đó, nói gì nè nghe thích lắm. Tại nó trúng ngay mình không à. Trúng ngay mình không à. Hiểu không? Đó, nên cố gắng lại đây 4 ngày nghỉ thiện cho nhiều. Nghỉ thiện bằng cách nào? Niệm Phật. Đúng không? Đó. Có cái bà kia bà nghe những tiết giảng pháp, bà cười kinh khủng luôn. Cuối cùng bà cười chút mắt điện thoại. Tại vì sao bây giờ nó có một cái nhóm người, nó thuê chiếc xe 16 chỗ. Xong bạn đồ lam đi ra ăn vị luôn. Cũng lên đây ngồi nghe pháp kế bên.
ngồi nghe pháp luôn. Xong mới bị cười quá trời cười, bị để điện thoại kế bên. Có nhiều bà cầm điện thoại gì nè, bà cười một chút bà để điện thoại gì nè. Sao nó ngồi kế bên, bỏ túi đứng ra đi vệ sinh, đi mất tiêu luôn. Bà vớt điện thoại, nó cẩn thận, nó cầm điện thoại mà quay như thế cái chút, để xuống kế bên lo cười. Cười chút nhìn là trời ơi điện thoại mất tiêu rồi trời. Nó tôi nhắc cái kiểu này đó vì kinh nghiệm đó nghe. Ừ, lỡ chùa đông người, chùa nhưng mà chùa thế gian, chùa thế gian thì còn nhiều người gian lắm, chứ đâu phải không có người gian. Đừng có nói mà cầm điện thoại mà sạc ghim để đi nghe pháp. Đi nghe pháp về có chừng người ta mượn điện thoại xài vô thời hạn. À, gán chịu nghe. Chùa mình từ hôm nay cái chuyện mà đi đến đây mà dự lễ mà ai mắc điện thoại mắc tiền khỏi cần thông báo. Vì người ta lấy mà thông báo chi, chứ nó mệt thêm nữa, đúng không? Trước đó mấy tuần là tôi đã nhắc nhở, tôi nhắc nhở hết trơn rồi, tôi giảng tôi nhắc nhở quá trời luôn, đúng không? Đó, bây giờ tôi còn nhắc nữa, thấy chưa? Coi cô này cô nghe pháp những đứa cô hiểu sâu nhân quả. Cô cầm đến chùa 50 triệu định cúng dường cho những đứa làm trình khiếm thị. Thì biết cô vừa đi đến chùa bỏ trong túi, lên ngồi nghe pháp không biết sao luôn, bước ra 50 triệu mất tiêu. Không biết nó móc túi, nó móc bằng cách nào, đúng là cao thủ thì. Mai mốt chắc tôi luyện cái môn móc túi. Không biết sao mà nó hay như vậy luôn, trời trời. Cô nói trời ơi, con ngồi như vậy mà không biết sao. Chắc là thầy giảng con cười quá cười mắt thăng bằng. Cười chút lòi tiền nghe. Không biết sao luôn. Lấy vớt 50 triệu. Gặp như đứa có buồn thiết ghê. Như đứa nó bà đừng có buồn. Tiền này là điểm chính là cho khiếm thị. Mà cái thằng ăn trộm này nó lấy là nó lấy cái khổ của khiếm thị. Bà mới tội nghiệp nó. Cái tâm bà vừa cúng đó đó, bà phát tâm bà cúng đó mà thằng ăn trộm nó lấy tiền của bà là bà cúng rồi. Tiền này bà cúng cho Tam Bảo. Bà không phải là không đủ phước cúng, mà những đức mới là không đủ phước nhận. Thế nói ngược lại vậy đó, tôi mới là người buồn nè. Trời ơi, bạn nghe một cái bà vui thấy ghê. Tôi mới buồn nè, tôi phải bà buồn đâu. Chứ sao tiền này bà đưa tôi mà, nhưng mà tôi không được nhận. Ăn trộm nhờ. Bà cúng rồi ạ. Bà nghe một cái thoát tâm liền. Thấy chưa? Nó nghe gì đi, lỡ ai mắc tiền thì cứ vậy mà nghĩ. Ai mà mắc tiền ô cúng Tam Bảo rồi. Đúng không? Cái mà ăn cắp của Tam Bảo đọ không có ngày ra, khổ ghê lắm. Nhớ những đức từng nói rằng thiếu nợ một sớm trả cho một sớm, thiếu nợ một huyện trả cho một huyện, thiếu nợ một tỉnh trả cho một tỉnh, thiếu nợ một nước trả cho một nước. Của công là một nước, thiếu nợ Tam Bảo là tặng hư không khắp pháp giới. Đó là ăn cắp đó. Còn quý vị vô đây mà ăn một hộp cơm của Tam Bảo, phước vị lớn dữ lắm. Chứ sao? Bây giờ quý vị ngồi nghe pháp niệm Phật nè, cầu sanh cực lạc nè, mà ăn hộp cơm này của Tam Bảo cúng dường, vậy thì hờ, cái hộp cơm này là của tặng hư không khắp pháp giới. Quý vị ăn hộp cơm này là quý vị kết duyên tu với tặng hư không khắp pháp giới, đúng không? Nhân đức nói quý vị nghe, đi về chùa nghe, ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít. Một người ăn hai hộp cơm. Nhớ nghe tôi nói, riêng chùa mình là tôi nói thật lòng. Ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít. Còn không ăn là không có phước. Nhớ đó nghe. Riêng tôi nói vậy đó. Có gì đồ ăn đem ra ăn hết đi. Dài bữa thứ tư, cái gì, bữa 20 vì xuống hộ pháp nè. Hộ pháp là gì? Sạch nhất hết chứ. Bưng ra hết đi. Được chưa?
Hồi xưa giờ mới thấy đi đến chùa mà nghe ông thầy nói kiểu này đúng không? Ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít. Đúng không? Mình mong cho người ta ăn nhiều, mình mới có phước. Đúng không? Mình đừng có nghĩ người ta không ăn. Trời ơi. Dọn đồ ra mình mong mình lại cho người ta ăn hết giùm. Ăn đi giùm tôi đi. À. Đúng không? Gạo chùa nhiều lắm, ăn hết đi. Đúng không? Khỏe. Ăn hết rồi phải rè. Nó vậy nó mới vui. Đúng không? Sống vậy nó mới vui chứ. Cuộc đời con người mình gặp nhau vậy vậy, tương lai chúng ta đi về cực lạc hết trơn. Nguyên vàng này bay về cực lạc hết. Thích về cực lạc không quý vị? Ai đây muốn về cực lạc đưa tay coi. Quá đông luôn kìa, đặc biệt ghê. Ôi ô. Nguyên một vàng mình mà đi về cực lạc. Sướng gì đâu. Đúng không? Mình đi về cực lạc mình ngồi nghe pháp không phải ngồi nóng gì đâu. Bây giờ cố gắng chịu khó đi. Đi về cực lạc á, nghe pháp là mỗi người có một cái bảo tọa mà rộng lắm, trời nó mát. Mát lâu. Hiểu chưa? Đó. Nên quyết tâm phải đời này phải như cực lạc. Hiểu chưa? Mà đã quyết tâm về cực lạc rồi không có buồn ai. Không có buồn ai để cho tâm nghe chưa. 4 ngày ở đây mà đụng cái gì cũng buồn xả. Hiểu chưa? Buồn xả, với về cực lạc buồn xả thôi. Đúng không? Nó gặp cái gì chướng tay gây mắt nha. Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc A Di Đà Phật. Giải tỏa liền nghe chưa? Không có được bực bội ai. Nghe không? Đó. Thì xuống lấy cơm cái bà cái bếp xô mình văng ra. A-di-đà-phật. Thấy chưa? Bước ra ngoài đứng liền chờ chút vô lấy cơm sao. Chứ đừng có mà xô ra. Ê làm gì ạ? À, bà không có vừa đâu nghe. Không phải muốn về cực lạc rồi bậy quá. Nà, vừa xô ăn cái chuẩn bị tức rồi bù đầy gai chuẩn bị nổi lên. Mình nói A-di-đà-phật. Thầy nói rồi, nhận đi. Đúng không? Nó cái câu này hay lắm, không phải giỡn đâu nghe. Thầy nói rồi, muốn về cực lạc không? Muốn, muốn thì nhận đi. Đúng không? Đó, đặc biệt quá. Sáng nay là 8 giờ rưỡi, niệm đi chung xong với Đức nói chuyện. Khoảng tiếng đổ lại. Rồi xong mà có ca sĩ hát cho nghe. Cái gì Dương Hồng Thái à? À, ca sĩ Dương Hồng Thái, Dương Ngọc Thái, không? Rồi Hoa hậu Kim Tho. Đó. Rồi thêm 2 ca sĩ nữa. Là 4 người. Nó kệ cho nó vui quý vị. Nghe không? Cho vui. Có thiên pháp, có hát. Rồi bắt đầu là mình tu luôn. Nhưng Đức thấy quý vị lúc đâu 2 giờ gì có mặt đây. Lúc 1 giờ rưỡi nhưng Đức thức. Nên bước ra thấy 2 giờ là thấy lên đây cũng đông. Nên chúng ta bỏ công thì mới có quả. À. Mỗi một người mình đến với cuộc đời này, cái nhân mình bỏ làm sao thì cái quả mình hưởng gì. Nhớ nha. Ví dụ như người ta nhiều đời nhiều kiếp, người ta cũng biết bố thí cúng dường, người ta thí pháp, rồi ăn chay phóng sanh. Từ nơi cái nhân người ta bố thí nhiều quá,
Nên cái quả báo đời này người ta, ta giàu. Rồi cái nhân người ta gieo nhiều đời nhiều kiếp là có cái gì hay, phương pháp gì hay, hay là một cái phương thuốc gì hay, người ta đều truyền bá đó, mong cho người khác lợi ích, là thí pháp. Hoặc mình biết niệm Phật, mình dạy người ta niệm Phật, biết tụng kinh dạy người ta tụng kinh. Nói tóm lại là những cái phương pháp hay mà dạy người ta gọi là thí pháp. Nên đời này người ta thông minh trí tuệ à. Nhiều đời nhiều kiếp người ta ăn chay phóng sanh, tu hạnh vô ý thí, thấy nơi nào đó phóng sanh là người ta chung tay phóng sanh. Từ nơi cái tâm đó mà người ta được sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nên mỗi một người mình gieo nhân thì gặt quả. Nên mình đời này mà mình khổ, nghèo là mình biết những đời kiếp trước của mình, mình không có bố thí cúng dường chứ. Giống như câu chuyện mà như Đức từng kể, cái người đi xin ăn nghèo dữ lắm, rất là nghèo. Thì họ được nghe bài pháp, họ nói rằng là đúng rồi, nhiều đời nhiều kiếp mình không có bố thí cúng dường, nên đời này quá nghèo. Đi xin ăn mà còn không ai cho, nghèo đến mức gì đó. Bây giờ bữa nay chỉ còn có một đồng thôi, xin chân thật cung kính cúng dường Tam Bảo, một đồng bạc. Nghĩa là một đồng cô này rất là quý, tại vì cô có một đồng mà. Còn người ta có ví dụ như ngàn đồng, mà người ta cúng 10 đồng thì người ta vẫn còn tiền. Nhưng cô này cô nghèo quá, có một đồng một, phát tâm cúng luôn. Khi cô cúng cái là thời gian cô mất đi, mà nhờ cúng dường chỉ có một đồng bằng tâm cung kính chân thật đó thôi, vậy mà chuyển kiếp đời sau làm hoàng hậu. Nên gọi là cái tâm cúng dường Tam Bảo bằng tâm chân thành, nhiệt tình hết mình, tâm cúng dường đó thù thắng lắm. Mà cúng quên mất tiêu luôn. Thí dụ như có những khi cái tâm của mình cho ai đồ gì mình còn không muốn nhìn mặt để biết mặt luôn, đến cái mức gì đó. Giống như mình chỉ mong mình cho người ta thôi, cho người ta lợi ích thôi, mình còn không muốn nhìn mặt biết mặt luôn. Nghĩa là cái tâm tặng cho không có cầu cái gì, gọi là tâm vô cầu, thì tự nhiên phước báo lớn. Vô cầu, vô cầu phước báo lớn. Nhớ trong nhà Phật hay gì đó. Nên mỗi một con người mình á, cái nhân cái quả nó rõ ràng 100% lắm. Mình đừng có bao giờ mà mình than thân trách phận, mình trách này kia, mình nói tại sao cuộc đời tôi cũng có làm ác làm sai gì đâu mà sao cứ nghèo hoài. Làm thấy tiền có đó rồi tới bệnh đau tới liền, chuyện này chuyện kia xảy ra hoài, nó không có bao giờ mà dư tiền được. Nên quý vị đi đến đây mình tu tập 4 ngày, những đức nó quý vị lên, quý vị nghe pháp nó kết quả lớn gì lắm, nó rất là lớn luôn. Phật pháp cái đặc biệt nhất là cái nguyên lý mình phải nắm được. Khi mà nguyên lý mình nắm được rồi là tự nhiên cái tâm tu của mình nó phát tâm mạnh dữ lắm. Mà nếu như quý vị đi đến đây mà chỉ có lại Quan Âm không mà không giảng pháp, chứ những đức nói bảo đảm những người trưởng đoàn đừng có mong mà đi dẫn người đi đi lại Quan Âm, không ai đi chứ. Họ đến họ lại cái họ đau đầu gối đau đùi nhất mình lăn bông, họ sợ đâu đi nữa đâu. Nhưng mà họ phải được nghe pháp, họ cởi mở tâm tư, họ phải thông suốt cái tâm họ, rồi lúc đó họ phát tâm họ đi. Nên chùa mình tổ chức quý vị thấy càng ngày càng đông, người trưởng đoàn dẫn đi càng ngày càng nhiều, là tại người ta đi về chùa người ta có một cái cảm giác an lạc gì đó mà người ta mới đi tiếp tục. Chứ những đức thấy có những phái đoàn mà quý vị biết rằng người ta dùng sâu dùng xa, mà những đức thấy người ta gỡ lên trên mạng, ta truyền người đi bằng mấy chiếc tàu chạy lụp chụp dưới sóng. Thấy không? Có cái bà đó mới gặp như đấy, mới nói
Người ta đi ghe to quá, không có ghe to đi được, lấy cái xuồng ba lá bự. Cuối cùng chiếc ghe bự nó chạy ngang, sóng nó dập mạnh quá, chìm xuồng ba lá. Mà bà nói, nghe thầy nói phải kiên nhẫn. Xuồng ba lá chìm xong bà lội vô bờ tiếp tục về. Về tay đồ lấy đồ đi tiếp tục. Đúng là tâm quyết thấy ghê thiệt chẳng. Là chìm xuồng xong về thay đồ đi tiếp tục. Ghê không? Đó đó đó, cái công quả này mới dữ dằn. À, nghĩa là người ta đi ghe to phải đi xuồng ba lá, chìm xuồng ba lá về tiếp tục thay đồ đi nữa. Đúng là cái tâm này kinh quá. Nó xong mới nói là coi gì cái chuyến này mà con mà đi mà con phải nghe pháp rồi lại Quan Âm 2000 lại phải được hết. Tại vì sao? Phải cái công quả này mới được. Hay đứa nói giảng công quả. Cái tâm đó dữ dằn là quý vị, cái tâm đó dành cho tâm bảo lớn lắm. Mà cái tâm đó lại Quan Âm không bao giờ mệt. Tại vì bây giờ đi mà bị chìm xuồng còn quay lại lấy đồ tiếp tục đi nữa. Cái tâm quyết cỡ nào chưa? Nên mình thấy từ nơi cái tâm đó đó nghe mà cái quả đến với người ta nó sẽ thù thắng, nó chuyển nghiệp đời này luôn quý vị. Ví dụ như mình mà gieo cái nhân đời này mà nó quá mạnh nha, dù là cái nghiệp quả đời này mình cực kỳ mạnh luôn, nó nặng nề luôn, nhưng mà nó chuyển. Tại vì cái nhân mình gieo lại nó mạnh quá. Bây giờ chính cuộc đời như Đức thấy rõ ràng luôn, có nghĩa là sanh trong gia đình nghèo mà ba những Đức thì ổng có quan niệm là con đi học nhiều. Tại hồi đó ổng học lớp 2. Ngày xưa cái thời ba những Đức mà học lớp 2 quý vị, cái người hồi đó học lớp 2 đặc biệt lắm quý vị ơi. Họ viết chữ đẹp lắm. Lớp 2 nhưng mà lớp 2 ngày xưa nó dữ lắm. Nó cỡ như lớp 5 bây giờ vậy đó. Nó, ông học lớp 2. Nếu bây giờ những Đức học nhiều quá thì ổng cũng không chịu đâu. Tao là ba mày mà tao học lớp 2 mà. Mày giỏi lắm thì cũng học lớp 3 thôi. Nên ông nói rằng là thôi mày có học nhiều cỡ nào cũng đi làm ruộng rồi. Mình nghe ông phát một câu này mình nói thôi vậy là biết chữ được. Sớm muộn đi làm ruộng nữa đúng không? Thì gia đình thấy nghèo ghê. Làm hoài cũng không có dư. Mà ba những đứa cũng thường nói sao mà làm hoài không có dư nha. Hồi xưa cứ nói hoài vậy đó. Mà năm nào Tết ông cũng tính là năm nay nhất định phải làm cho có dư. Ông tính là mỗi tháng dư gì vậy rồi cuối năm phải dư gì. Ông tính hoài mà ông tính năm nào cũng tính mà không có năm nào có. Này là chắc bảo đảm là nhiều người cũng có cái tâm trạng này luôn. Mình nghĩ rằng mình làm nó sẽ dư tiền luôn mà lạ lắm. Vừa có tiền cái là có bệnh. Có những gia đình kỳ cục vậy đó. Mình vừa cầm tiền chưa nóng tay nữa là nó có chuyện xảy ra liền. Sạch nhét tiền luôn. Đó, thấy chưa? Rồi mình thấy trong gia đình của những Đức nữa rõ ràng. Gạo khi mà không đủ ăn, mua từng thùng. Còn làm lúa 10 công đất mà làm xong là bán lúa trả nợ hết trơn. Rồi bắt đầu đi kiếm lúa từng thùng ăn. Mà ngộ lắm, mua lúa mà mua từng ăn gạo mà ăn từng thùng gạo á, nó ăn mau hết cấp kỳ. Phải có thùng gạo mà nhất là gạo mua nó ăn ngon ác đản. Chứ sao nó ít quá. Vì nó ít quá nên mình ăn thường là nó ăn ngon. Ít thì thiếu đó. Nên có khi nấu nồi cơm ra mày ăn ít chứ. Nhưng mà sao nó ăn dữ lắm. Đó, thấy rõ ràng thiếu thốn suốt luôn quý vị. Rồi quý vị coi như chùa mình bây giờ từ cái tâm tài thí, pháp thí, vô ý thí làm mạnh quá. Chùa đông thiệt là đông. Mỗi ngày bị nghỉ đi 3 điểm chùa mà hơn 2000 người ở cố định. Hơn 2000. Mà quý vị biết gạo nghe nhiều dữ lắm quý vị không? Ồ. À, gạo nhiều lắm. Nó có nhiều người nói với Đức vậy nè, thầy, trời ơi gạo nhiều nói làm chi để người ta nghỉ cúng bây giờ. Nhưng Đức nói, trời ơi họ nghỉ cúng ở đây, họ cúng ở đâu?
thì đi đến đây thì cúng ở đây, chứ không lẽ đi đến đây cúng chỗ nào. Thật sự mà nói với vị nghe, Phật tử người ta cũng khôn lắm. Người ta thấy ở nơi nào mà làm được nhiều việc tốt thì người ta mới cúng, đúng không? Cái này mình phải tự tin đó quý vị. Ví dụ như chùa gì mà muốn cho người ta cúng nhiều, quý vị làm đi, vì làm việc cho người ta nhiệt tình đi là người ta cúng liền à. Mình không làm chứ có hai ba người ta không cúng á. Người ta cúng ta cũng lợi chùa, người ta coi á, ta coi coi vòng vòng coi chùa này làm cái gì, có hướng dẫn tu hay không, rồi chùa mấy người. Ví dụ như chùa 2000 người thì người ta đem lợi 2 tấn ta cúng chứ làm sao. Phải tính ra đi, người ăn nhiều 2 tấn đó, người ăn nhiều thì vì sẽ cúng theo vậy đó. Còn người ta mà không có tiền gì ta cũng cúng 2 bao thí dụ. Nhưng mà ta lỡ chùa thấy có 2 người, người ta đem lỡ 10 ký cúng, 2 người ăn 10 ký được hả, cũng nhiều chứ. Cái tâm Phật tử người ta vậy nó lạ lắm, mà thiệt, mà thật 100%. Còn bây giờ người ta về chùa này, người ta đi quan sát, người ta đi vòng vòng vòng, người ta coi chùa nuôi người già sao sao, rồi chùa hướng dẫn tu làm sao, rồi chùa này á, tổ chức khóa tu mà có nhiệt tình với người ta không, ông thầy có nhiệt tình không, rồi có lên tu không nữa. Nhưng Đức nói cho vị nghe nghe, bây giờ họ về đông vị nghe, mà quý vị mà không ra tu, không thuyết pháp cho họ nghe đó, họ cũng ít. Cũng ít. Ừ, cái công cái quả nó phù hợp. Tại vì xây chùa mà không có gia tu, rồi bắt tôi tu muốn chết luôn mà cúng chi nhiều. Thì thấy không? Nhưng bắt tôi tu, đâu có tu đâu mà tôi đi cúng nhiều. Đó. Nên quý vị biết rằng là cái tâm người ta suy nghĩ được chứ không phải giỡn đâu. Đây là những đức nó rõ ràng 100%. Nên có nhiều người nói trời ơi thầy, cái kho gạo nhiều rồi thôi nói làm chi. Nói chứ. Mình nói mình làm cho người ta tăng tính tâm lên. Chùa đông người vậy mà không thiếu gạo là có nghĩa là người ta tăng cái tâm tu hành lên, người ta muốn niệm Phật. Chứ đâu phải mình vì cái chuyện cúng hay không cúng đâu, mình không nói, đúng không? Nhưng Đức nói với vị có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn nó đã không có cái phước rồi, quý vị có giấu gì cũng không, không ai cho. Mình hãy tin 100% vậy đi thì quý vị sẽ nhiệt tình. Nên á, về chùa mình quý vị giống như bị về nhà vậy đó. Giống như về nhà đi. Có chỗ trong phòng thì nằm trong phòng, không có trong phòng thì nằm nhà ăn, không có nhà ăn thì nằm ngoài sân. Chứ thì sao? Vậy là quá hết mình rồi còn gì, đúng không quý vị? Phòng ốc cho ở hết chưa, rồi xong rồi dọn nhà ăn luôn. Nó ngồi ăn cơm đâu? Không, về chùa mình nó có nhiều cái lạ lắm quý vị, nó vui. Giống như mà có khi mà ngồi ăn mà ngồi lím nhím gì mà nó vui. Thấy gì nó lạ quá. Ngồi ăn mà giống như đứng hàng gào đồ, đứng me hiên đồ. Thấy không? Rồi lúp xúp ngồi chậm hổm đồ. Mùa nước lũ đồ đó. Vậy đó mà ngộ nó lại đặc biệt. Đó. Nó rồi chen chút vô lấy cơm đồ. Vậy mà nó lạ, nó vui. Ừ. Đó nên tại sao người ta thích về chùa mình? Vì nó có một cái cảm giác lạ. Thêm nó gặp ông thầy ông giảng đơn giản. Giảng quá dễ hiểu. Sợ không làm thôi. Chứ giảng thì dễ hiểu rồi đó, đúng không? Đó. Nên mỗi một con người mình, quý vị, cái tâm á, mà mình hướng đạo phải cho mạnh. Thì chính nãy như Đức nói giữa chừng đó, là chính bản thân như Đức cũng có phước gì đâu, đúng không? Đâu có phước gì đâu. Nhưng mà ngay cái chỗ nuôi người già, ngay cái chỗ nuôi người già, quý vị, cái nuôi người già đó mà thay đổi số mệnh cuộc đời như Đức, mà nuôi người già niệm Phật. Vậy thì mình thấy ông thầy ổng nói rõ ràng rồi, nuôi con người phước lớn dữ lắm. Nếu như mình ở nhà mình mà nuôi cha nuôi mẹ mình mà hết lòng hết dạ, đời quý vị không có khổ đâu quý vị ơi. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng. Quý vị về đây dự khóa tu 4 ngày. Phật Bồ Tát gia hộ quý vị ai cũng có sức khỏe và vui vẻ.
và dự khóa tu 4 ngày, việc gì cũng suôn sẻ. Quan trọng là cái tâm trạng mình thoải mái nhất nha. Về đây như về nhà mình đi. Dù không có tiền cúng dường đừng có ngại gì nghe. Đừng có ngại nghe. Còn có tiền thì cúng nhiều nhiều. Đúng rồi. Có tiền thì cúng. Còn không có tiền thì thôi đừng có ngại. Nghe không? Đó vậy là đặc biệt nhất. Thôi chúc vị an lạc. Ai về đâu rồi. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.